Sacos, wherever you go. Sacos, thương hiệu vali, ba lô, túi xách cao cấp từ Mỹ. Lần đầu tiên xuất hiện trên truyền hình, một chương trình hoàn toàn mới có nội dung về ngôn ngữ tiếng Việt. Bốn người chơi vừa là đối thủ, vừa là đồng đội, cùng vượt qua các thử thách của chương trình. Những thử thách bất ngờ, vô cùng hài hước và thú vị. Tổng giải thưởng siêu khủng lên đến 45 triệu đồng. Đón xem tập 1 thử thách bất ngờ được phát sóng lúc 21 giờ 15 phút thứ sáu ngày 19 tháng 2 trên kênh HTV9.